Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Câu chuyện muôn thuở trên diễn đàn của Vũ Quang trong suốt đó là gần 2 năm qua. Và đến ngày hôm nay thì tình hình ở tại Ukraine vẫn là câu chuyện nóng bỏng nhất thế giới. Nó là một trong những sự kiện ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu và quyết định định hình một thế giới mới, kết thúc đi thế giới đơn cực và mở ra một thế giới đa cực toàn diện. Thế trong lúc mà Ukraine vẫn đang nằm trong tình trạng bê bối cạn kiệt, các nguồn viện trợ bị cắt đứt đến từ phương Tây, Ukraine nằm trong trạng thái khó khăn trong việc huấn luyện binh sĩ cũng như là tuyển lực lượng quân đội mới để thực hiện cuộc chiến chống lại lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Thì tình trạng ở tại Trung Đông bây giờ cũng không có gì là khả quan cả. Các chuyên gia đánh giá rằng Israel bắt đầu giai đoạn đối đầu mới với lại Hezbollah. Giai đoạn đối đầu mới này đang dấy lên một làn sóng ở tại Nhà Trắng. Và chính quyền Mỹ đã phái ông Lincoln đi tới Ả Rập Saudi, đi tới Trung Đông trong chuyến công du 7 ngày liên tục nhằm làm giảm căng thẳng leo thang ở tại Trung Đông để tránh lan rộng xung đột ra khỏi dải Gaza. Nhưng cái mức độ ngoại giao của Mỹ ngày hôm nay nó đã không có trọng lượng như trước đây nữa. Theo một thông điệp thì Mỹ cùng với Ả Rập Saudi và một số quốc gia nữa đang gây áp lực cho Israel. Nhưng đây là trò chơi tiêu chuẩn kép của Mỹ. Một mặt thì Hoa Kỳ viện trợ đạn dược khí tài cho Israel. Mặt còn lại thì kêu gào rằng phải kiềm chế và bảo vệ dân thường. Điều này là không thể chấp nhận được. Việc Israel loại bỏ một trong những chỉ huy chiến trường của phong trào Hamas ở tại Liban ấy, báo hiệu sự khởi đầu một giai đoạn đối đầu mới ở tại Liban. Nhà phân tích chính trị Liban chia sẻ điều này với The Public. Trước đó thì truyền thông đưa tin về cái chết của một trong chỉ huy đơn vị của lính tinh nhuệ thuộc lực lượng đối lập trong một cuộc tấn công của Israel bằng máy bay không người lái ở miền nam Liban. Được biết người này đang ở trong xe vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Hezbollah đã xác nhận cái chết của một trong những chỉ huy quân sự của họ trong cuộc không kích của Israel. Vụ sát hại vị tướng ấy chắc chắn là một đòn đánh lớn ấy, và là tín hiệu cho thấy phía Israel đã bắt đầu giai đoạn mới của cuộc đối đầu với Liban. Nhà phân tích Liban nhận xét điều này với nghệ Sublik. Về giai đoạn mới thì chuyên gia có ý nói đến sự chuyển đổi sang chiến thuật tiến hành các cuộc chiến dịch địa phương và sát hại có mục đích cụ thể đối với các thành viên của Bộ Chỉ huy Hezbollah và phong trào Hamas của Palestine. Hoa Kỳ thì ủng hộ việc chuyển sang giai đoạn này sau khi kết thúc lệnh ngừng bắn đầu tiên ở dải Gaza, khuyên Israel là trước tiên hãy tái chiếm Gaza, sau đó rút lui để lại một vùng đệm và chuyển sang các chiến dịch địa phương và tiêu diệt có chủ đích, chẳng hạn như vụ sát hại thành viên ban lãnh đạo của lực lượng Hamas ở tại Lebanon. Khi mà vị tướng này bị sát hại thì sẽ không ảnh hưởng đến diễn biến cuộc chiến và hoạt động của Hezbollah này. Còn về phản ứng của lực lượng kháng chiến Liban ấy, trước vụ sát hại một trong những chỉ huy chiến trường của họ, theo nhà phân tích thì sự đáp trả như vậy cần được đưa ra để răn đe đối Iran. Lời đáp trả sẽ được đưa ra trên chiến trường. Điều này cụ thể sẽ diễn ra như thế nào là tùy thuộc vào quyết định của ban lãnh đạo phe kháng chiến. Vậy là tình hình mặt trận giữa Israel và Hezbollah đang ở mức độ cao trào, có thể chuyển sang thành một cuộc chiến tranh. Từ một cuộc xung đột biên giới sẽ trở thành một cuộc chiến tranh. Đây gọi là một quá trình lan rộng nền dân chủ ở tại Trung Đông. Nhưng mà mức độ dân chủ ở Trung Đông đang lan rộng quá, cho nên Hoa Kỳ không kiểm soát được. Hoa Kỳ muốn dân chủ trên thế giới nằm trong tầm kiểm soát của Mỹ cơ. Chứ nếu nằm ngoài tầm kiểm soát của Mỹ thì Hoa Kỳ lại rén, lại đưa cho quan chức phải đóng bỉm. Mà tình trạng Trung Đông ngày hôm nay thì phương Tây bắt đầu đóng bỉm rồi. Và những diễn biến xảy ra đang mất ngoài, tức là diễn biến nằm ngoài tầm kiểm soát rồi. Nó không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa. Và các vấn đề trên thế giới ngày hôm nay cũng đang nằm ngoài tầm kiểm soát của nước Mỹ. Chứ không còn nằm trong tầm kiểm soát nước Mỹ nữa. Nền dân chủ đang thúc đẩy không theo chiều hướng mong muốn của Hoa Kỳ. Những bước đi của Mỹ trong vòng gần 2 năm qua cho quyết định về nội bộ đồng minh cũng như các đề trên thế giới đều trở lên phá sản và không có tác dụng. Ngay như việc hệ thống truyền thông
lớn mạnh như vậy mà còn không lôi kéo được dư luận thế giới. Dư luận châu Âu cứ phản đối, vẫn cứ tiếp tục phản đối chính quyền. Và vấn nạn ở tại Đức ngày hôm nay là những người nông dân đang đưa những đầu máy kéo để chặn rất nhiều tuyến đường phố trên cả đôi nước Đức. Đấy, tình trạng nó đang đóng băng nhỉ, đóng băng nền kinh tế. Quá trình mà tắc nghẽn giao thông là quá trình đóng băng nền kinh tế. Những yếu tố đó bản thân Đức ấy, nó sẽ là một cái sự khơi mào đầu tiên cho những vấn đề bất ổn ở toàn bộ, đó là châu Âu. Mà châu Âu cũng đe dọa, lo sợ về mối đe dọa về cách mong mong rồi. Trong khi đó thì Mỹ trông đợi chiến dịch của Israel ở giải Gaza sẽ sớm kết thúc. Họ mong muốn là Israel sớm kết thúc chiến dịch ở giải Gaza bằng cách là tăng cường chuyển giao đạn dược khí tài cho Israel để thực hiện giết hại dân thường Palestine trên giải Gaza. Vì đối với Hoa Kỳ quan điểm là phải tiêu diệt hoàn toàn Hamas thì chiến dịch mới có thể dừng lại được. Và cũng đó cũng là tuyên bố của Thủ tướng Israel là phải tiêu diệt toàn bộ lực lượng Hamas ở tại Israel và trên thế giới. Mặc dù là tuyên bố đó là không thực thi, không có khả thi một chút nào cả. Vì không thể tiêu diệt được lực lượng Hamas. Lực lượng Hamas thuộc lực lượng Hồi giáo cực đoan thì làm sao mà họ có thể tiêu diệt hết được. Hoa Kỳ trông đợi chiến dịch của Israel tại giải Gaza sẽ sớm kết thúc. Trong những tuần tới, kênh truyền hình NBC đưa tin dẫn nguồn một quan chức Mỹ không muốn nêu tên về việc này. Điều này cho thấy chính quyền Hoa Kỳ thực sự đã mệt mỏi về kế hoạch ở tại Trung Đông ngày hôm nay. Khi mà tình hình diễn biến diễn ra nằm ngoài tầm kiểm soát, vấn đề Địa Trung Hải ngày hôm nay đang xoay chuyển về một tuyến đường mới, vận tải mới, nó sẽ ảnh hưởng kinh tế tới châu Âu và trên toàn cầu. Khi mà vận tải sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Theo kênh truyền hình thì Ngoại trưởng Mỹ Lincoln ấy, trong chuyến thăm Israel sẽ thảo luận với lãnh đạo nước này về sự cần thiết phải kết thúc chiến dịch quân sự ở giải Gaza. Càng nhanh càng tốt, ông cũng có ý định thúc đẩy Israel lựa chọn mục tiêu tấn công chính xác hơn nhằm giảm thương vong cho dân thường. Trước đó cùng ngày thì ông Lincoln cho biết là các nước Trung Đông muốn bình thường hóa quan hệ với Israel. Tuy nhiên, ông nói rõ rằng điều này chỉ khả thi khi chiến dịch ở Gaza chấm dứt và có kế hoạch thực hiện giải pháp hai nhà nước của cuộc xung đột Palestine và Israel. Có giải pháp như này cũng chỉ là trò chơi câu giờ của Hoa Kỳ. Chứ bản thân nhân dân Trung Đông ngày hôm nay cũng không còn tin tưởng vào những lời tuyên bố của Mỹ nữa. Cho đến khi mà bản thân Hoa Kỳ đồng ý thực hiện các nghị quyết của Đại đồng Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc thành lập luôn và ngay nhà nước Palestine. Câu chuyện trên giải Gaza ngày hôm nay là một câu chuyện lan giải của Nhà Trắng. Bởi Hoa Kỳ không đủ sức để cáng đáng cho nhiều mặt trận nổ ra cùng một lúc. Khi mà nước Mỹ đang bị sụt giảm về kinh tế, đang suy giảm về vị thế của mình, thì không thể cáng đáng cùng một lúc cho tất cả các vấn đề trên thế giới được. Trong khi đó, mặt trận ở tại Ukraine, thì Ukraine tuyên bố là Nga thiệt hại nặng khủng khiếp ở Arivka, đang cố gắng để tấn công Kupiansk. Thiệt hại khủng khiếp. Một lực lượng không quân đội, thiếu đạn dược khí tài và nhìn thấy quân Nga không dám ná đạn pháo. Mà báo cáo là Nga thiệt hại khủng khiếp ở Arivka. Có lẽ từ thiệt hại khủng khiếp này nó đang dành cho binh sĩ của Ukraine chứ không phải Nga nữa. Ukraine tuyên bố Nga mất nhiều quân ở gần chiến trường Arivka hơn cả trong chiến trường giành được Bakhmut. Trong khi đó thì các lực lượng của Nga đang tập trung tấn công vào khu vực Kupiansk trong những ngày gần đây. Theo phát ngôn viên của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 110 của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết là quân đội Nga đã phải chịu tổn thất trên mặt trận Arivka nặng nề gấp nhiều lần so với tổn thất trong mặt trận giành Bakhmut. Theo đó thì hàng nghìn binh sĩ của Nga đã thương vong, không còn có thể tham gia chiến trường được nữa. Bên cạnh hàng trăm đơn vị xe bọc thép bị hư hỏng, quân Nga cũng mất hơn 200 xe tăng, chưa kể các xe bọc thép khác như là Arivka. Ở tại Arivka đấy, khi mà xem xét số lượng xe tăng, xe bọc thép mà Nga bị mất, không phải là quốc gia châu Âu nào cũng sở hữu một đội quân với số lượng trang bị lớn như người Nga đã thiệt hại ngay trên mặt trận Arivka. Tình hình ở mặt trận Arivka vẫn thường xuyên khó khăn nhưng vẫn được kiểm soát này. Quân nhân của Ukraine lưu ý rằng sau một thời gian tạm lắng ngắn đấy,
giao tranh đã trở nên căng thẳng hơn với những đợt tấn công không kích quy mô lớn của lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Tình hình ở mặt trận Avdiivka vẫn thường xuyên xảy ra này, vẫn thường xảy ra những giao tranh ác liệt đấy. Ông nhận xét thêm rằng là do người Nga không thể đạt được tiến bộ đáng kể trên chiến trường, nên gần đây họ đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa hạng nặng vào các thành phố phía sau. Tức là từ cái lý do là Nga tấn công bằng tên lửa vũ khí lớn, quy mô lớn trong 8 ngày qua ấy, thì phát ngôn của Ukraine đưa ra thông điệp là vì đang tổn thất rất nặng ở trên chiến trường, cho nên Nga đã phải sử dụng hỏa lực dẫn đường tầm xa. Vị quan chức Ukraine cũng lưu ý rằng bình thường người Nga chủ yếu sử dụng máy bay không người lái vào ban ngày này, nhưng gần đây đã có trường hợp họ trang bị cho máy bay không người lái tầm nhìn nhiệt để hoạt động, đó là vào ban đêm. Người Nga đang cố gắng sử dụng chúng để kiểm soát đường đi và nhắm mục tiêu vào các thiết bị di chuyển này. Tuy nhiên, người của chúng tôi cũng đang nghĩ ra nhiều biện pháp đối phó với những máy bay không người lái này. Đó là một cuộc đụng độ bất tận giữa kiếm và khiên. Khi một thứ gì đó mới xuất hiện giữa các máy bay không người lái tấn công, thứ gì đó cũng được phát triển để chống lại nó. Nhưng ngày hôm nay bản thân Ukraine đâu có chống lại được cái gì, chỉ thấy sự thiệt hại ở trên chiến trường thôi. Sự suy luận của phát ngôn viên Ukraine ngày hôm nay đã cho thấy bản thân Ukraine trên chiến trường và hậu phương đang bất lực, đang thua đậm ở trên mặt trận chống lại quân Nga và không nhận được sự viện trợ đến từ phương Tây tập thể. Thực hư cuộc chiến hiện tại thì chúng ta cũng đã thấy phương Tây tập thể thì đã rút khỏi mặt trận Ukraine và chưa có dấu hiệu tái hiện quay trở lại. Còn riêng châu Âu để có thể tái hiện quay trở lại Ukraine hay không thì phụ thuộc vào cuộc họp ở tại Liên minh châu Âu vào tháng 2 năm 2024 này. Nhưng trong khi đó thì vị đại tá của Pháp đã đưa thông điệp là trong tháng 2 này Ukraine sẽ hết đạn pháo nếu như phương Tây không kịp thời viện trợ. Nhưng với dấu hiệu hiện tại thì đến tháng 2 Ukraine cũng không thể nhận được thêm những nguồn viện trợ mới đến từ Mỹ và Âu được, chưa thể nhận được. Còn chuyên gia của Anh nói rằng là phương Tây sốc nặng khi mà Nga phá hủy hai hệ thống phòng thủ Patriot. Còn Ukraine nói rằng chúng tôi vẫn chưa bị phá hủy mà đang sử dụng Patriot hiệu quả trong việc đánh chặn tên lửa, đó là Kinjal, và một loạt các loại tên lửa đạn đạo khác của Nga. Các cuộc tấn công tên lửa của Nga vào các mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Ukraine dẫn đến việc phá hủy hai hệ thống Patriot. Điều này gây sốc cho phương Tây này. Nhà phân tích người Anh tuyên bố điều này trên trang cá nhân của mình. Những cuộc tấn công quy mô lớn diễn ra vào ngày 29 tháng 12 và ngày 2 tháng 1 vừa qua đã hoàn toàn làm tê liệt, rõ ràng là người Mỹ, người Ukraine và đồng minh phương Tây của họ đều bị sốc bởi các cuộc tấn công này. Nhiều thông tin cho thấy kết quả của các cuộc tấn công này đã phá hủy ít nhất hai hệ thống phòng không Patriot, nhà phân tích này cho biết. Nhưng Ukraine đã không dám thừa nhận về tổn thất của mình sau các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga. Và Nga không dừng lại trong hai ngày đó mà còn tiếp tục tấn công cho đến tận ngày hôm nay với quy mô lớn tên lửa tấn công tầm xa, các loại cùng với UAV. Theo vị chuyên gia này thì Nga đã thành công trong việc tấn công nhiều mục tiêu chiến lược, cơ sở tầng quân sự và thiết bị của đối thủ. Nhưng những thiệt hại nghiêm trọng đã xảy ra đối với các nhà máy công nghiệp của Ukraine. Trước đó thì Bộ Quốc phòng Nga thông báo là trong thời gian gần đây đã tiến hành 50 cuộc tấn công nhóm và một cuộc tấn công tổng hợp bằng vũ khí chính xác bằng máy bay không người lái trên lãnh thổ Ukraine. Mục tiêu của các cuộc tấn công vào khu công nghiệp và các cơ sở quân sự đã được thực hiện thành công, nhắm mục tiêu và thành công xóa sổ nó. Chiến trường Ukraine là bộ mặt của Mỹ và Âu, và bộ mặt của Mỹ và Âu đang bị Nga vỗ thẳng mặt mà phương Tây tập thể chưa dám lên tiếng, bởi vì họ đã dẫy chết trong chiến trường Ukraine kéo dài gần 2 năm. Và đến ngày hôm nay thì họ cũng nhận thấy rằng cần phải bật đèn xanh để cho Nga chấm dứt xung đột, chứ con đường để hỗ trợ cho Ukraine ngày hôm nay nó không khác nào cái thùng không đáy. Tiền vào nhà khó không khác gì gió vào nhà trống, bao nhiêu cũng không là đủ đối với Ukraine. Vậy thì nếu như tiếp tục duy trì xung đột cũng chỉ khiến cho một phương Tây thực thể tiếp tục suy yếu, và kế hoạch làm suy yếu Nga sẽ khiến cho phương Tây suy yếu chứ không phải Nga suy yếu. Còn ở Mỹ vạch trần kế hoạch khủng bố chống lại Nga
ngày hôm nay. Hoa Kỳ đã bộc lộ thái độ thực sự của mình đối với Nga và tiết lộ ý định tiến tới một cuộc đối đầu thậm chí còn lớn hơn với lại Moscow. Đây là nhận định của Robert, một nhân viên Nhà Trắng dưới thời chính quyền của Reagan, viết trong một bài báo đăng trên trang cá nhân của mình. Nếu sự suy thoái của phương Tây không dẫn đến sự sụp đổ của nó, thì chiến tranh là không thể tránh khỏi. Theo ông Robert thì người châu Âu và người Mỹ coi thường chính phủ của họ vốn chỉ phục vụ lợi ích của các thế lực tài chính hùng mạnh. Những người dân bình thường không có ảnh hưởng gì đến chính sách đối ngoại hiếu chiến của phương Tây. Khi mà giới tinh hoa phương Tây cho mọi người thấy rằng họ không cảm thấy xấu hổ vì những cuộc xung đột đã nổ ra, thì những ý định của Mỹ đối với Nga đã trở lên hoàn toàn dễ hiểu. Ông viết thêm việc này. Washington đã làm sống lại bóng ma ngày tận thế hạt nhân. Trước đó, Tổng thống Nga Putin cho rằng là bản chất chiến tranh của NATO không còn che đậy gì nữa. Những yêu sách tham vọng về chủ quyền bá chủ toàn cầu đã thực sự được trực tiếp trong các tài liệu học thuyết của nước Mỹ ngày hôm nay. Và cả Mỹ và Âu đã không cho Nga một lựa chọn nào nữa, buộc Nga phải phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Sau hơn 2 năm, kẻ đang bị cạn kiệt và suy yếu chính là một phương Tây tập thể hiếu chiến. Còn Zelensky chia sẻ rằng muốn phương Tây phải dạy Nga một bài học. Trong khi đó, Nga đang làm thầy giáo dạy phương Tây một bài học đắt giá. Và đặc biệt chỉ cho thằng em mắt dạy của mình biết rằng mày đang bố láo mất dạy mang voi về để giày xéo mà tổ. Đó là chính quyền ông Zelensky hiện tại. Thì ông Zelensky lại muốn phương Tây dạy cho Nga một bài học. Không biết là phương Tây sẽ làm sao để dạy cho Nga một bài học bây giờ. Bình luận của Tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Kiev ngày càng lo ngại rằng các đối tác của mình có thể không chống chọi được với sự mệt mỏi vì chiến tranh kéo dài gần 2 năm, khi mà Nga không có dấu hiệu bị suy yếu. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết là Ukraine chỉ có thể tiếp tục chống lại Nga nếu các nước phương Tây thể hiện tình đoàn kết trên nhiều mặt ấy, đồng thời tăng cường các chương trình sản xuất vũ khí chung. Phát biểu qua liên kết video tại Hội nghị Quốc phòng và Xã hội thường niên được tổ chức ở Thụy Điển vào Chủ nhật, Zelensky tuyên bố rằng là Nga, quốc gia mà ông mô tả là kẻ thù lớn hơn nhiều về mặt sức mạnh quân sự, đang sử dụng tiềm năng được tích lũy trong suốt cuộc đời của lực lượng vũ trang nhiều thế hệ để chống lại Ukraine và cả châu Âu. Zelensky cho biết là các cuộc tấn công của Moscow vào Ukraine và những gì ông mô tả là các hoạt động hỗn hợp chống lại những nước phương Tây chỉ có thể bị ngăn chặn thông qua hợp tác trên nhiều đó là mặt trận. Để chiến đấu thành công thì giành lại những gì là của mình và dạy cho kẻ xâm lược rằng sự gây hấn không mang lại lợi ích gì, chỉ có thể thực hiện được nếu phòng thủ có được sức mạnh từ sự đoàn kết, ông Zelensky nói. Theo hướng này thì ông kêu gọi các đối tác châu Âu của mình tạo ra một kho vũ khí để bảo vệ tự do bằng cách tăng cường sản xuất vũ khí chung. Ông nói thêm là bất kể tâm lý chính trị nào sẽ thống trị ở cả hai bờ Đại Tây Dương, sức mạnh của chúng ta có thể và phải đủ để bảo vệ lối sống của chúng ta. Bình luận của Zelensky được đưa ra sau khi một ngoại trưởng Kuriba hồi tháng trước thừa nhận rằng là Kiev nhận thức được những lo ngại sâu sắc ở phương Tây về triển vọng của Ukraine trong cuộc xung đột, cũng như là sự mệt mỏi vì chiến tranh ngày càng tăng sau cuộc phản công thất bại của nước này, được kỳ vọng nhưng kết quả không thành công, đã dẫn tới sự thất bại đôi thảm hại. Vào đầu tháng 11 thì Thủ tướng Ý ấy, thừa nhận trong một cuộc điện thoại với lại hai kẻ chơi khăm của người Nga rằng các quốc gia EU đã mệt mỏi với cuộc xung đột và cuối cùng nó sẽ phải được giải quyết thông qua một hình thức thỏa hiệp nào đó. Trong khi đó, nhà ngoại giao hàng đầu của EU, ông Borrell, đã cảnh báo vào tháng 12 rằng cuộc bầu cử quốc hội trong khối dự kiến diễn ra vào cuối năm nay có thể khiến các chính trị gia cánh hữu, nhiều người trong số họ từng hoài nghi về việc gửi vũ khí từ Ukraine, giành được nhiều ảnh hưởng hơn. Ở bên kia Đại Tây Dương thì Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thề sẽ hỗ trợ Ukraine miễn là cần thiết, nhưng nỗ lực của ông đã bị cản trở bởi quốc hội, dẫn tới gói viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine chưa được thông qua.
Đây được coi là quá trình mà Ukraine đang mong muốn châu Âu sẽ dạy cho Ukraine, cho Liên bang Nga bài học. Nhưng câu nói đó cho thấy rằng bản thân Nga đang là thầy giáo, dạy cho phương Tây một bài học: sống để làm người chứ đừng làm ngọc. Và con đường đơn cực bành trướng đã không thể tiếp tục tồn tại được nữa. Nó đang thể hiện sự bất lực của Ukraine ngày hôm nay, sau khi Zelensky đã kêu gào các nguồn viện trợ nhưng không được đáp ứng. Trong khi đó, cựu quan chức cấp cao của Ukraine bóc trần sự thật khốc liệt như sau. Cựu công tố viên ấy, cho biết là các nhà lãnh đạo Ukraine nên thẳng thắn thừa nhận họ đã mất 500.000 quân nhân kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến ngày hôm nay. Tỷ lệ thương vong hàng tháng là khoảng 30.000 người. Tỷ lệ thương vong hàng tháng. Ông tin rằng là chính phủ của Tổng thống Zelensky có thể thuyết phục những công dân bất đắc dĩ tham gia cuộc chiến bằng cách là công khai thừa nhận những tổn thất nặng nề trên chiến trường và tuyên bố rằng là chính sự tồn tại của đất nước đang gặp rất nguy hiểm. Ông nói thêm rằng là người Ukraine phải biết có bao nhiêu người đã chết và khi đó một cuộc tranh luận và việc huy động quân sự sẽ được giải quyết. Phát biểu với người truyền thông nước này trong tuần qua thì cựu quan chức này đã đề xuất một số bước để giải quyết tình trạng trốn quân dịch và tham nhũng đang cản trở nỗ lực cưỡng bách tòng quân của đất nước. Ông đề nghị rằng là Tổng thống Ola Zelensky, Bộ trưởng Quốc phòng nước này và tướng quân đội hàng đầu phải đưa ra luật mới để nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình trên chiến trường. Họ nên nói rõ có bao nhiêu người Ukraine đã chết. Và tôi tin là tin tức này sẽ được đón nhận không tốt, nhưng không có cách nào khác để đưa hàng triệu người ẩn sau những câu chuyện không có thật ra khỏi vùng an toàn được. Theo ông thì đây là một cú sốc này sẽ dẫn đến tình trạng xếp hàng dài các văn phòng tuyển dụng như đã từng xảy ra vào tháng 2 năm 2022. Một biện pháp quan trọng khác theo quan chức này là chiến dịch ấy, các thành viên của giới thượng lưu Ukraine ra tiền tuyến là yếu tố cần thiết. Quân đội không nên chỉ toàn là công dân nông dân, mọi người lên chiến đấu vì Ukraine. Làm sao thúc đẩy toàn bộ công dân Ukraine cùng đồng lòng đoàn kết và ra chiến trường để chiến đấu. Với mức độ tổn thất hiện tại mà không có tinh thần đoàn kết, chúng ta không có cơ hội để đẩy lùi quân Nga và cũng không thể kháng cự để chống lại đà tiến công của Nga được. Một sự thật đang được phơi bày hàng loạt ở tại chiến trường Ukraine ngày hôm nay, đó là một sự bất lực của Mỹ và Âu, là sự thất bại chiến lược của thế giới đơn cực nhằm khiến Nga thất bại chiến lược, nhưng loanh quanh chính họ mới là kẻ thất bại chiến lược chứ không phải là Liên bang Nga nữa. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.